Mời các bạn cùng đón nghe phần 8, tiểu thuyết văn học chiến tranh của tác giả Đình Kính. Sóng chìm. Mấy ngày sau, đám lính thất trận của Ba Hoàng lại rệu rạo, xui ếch xoạc kéo vào quán và kháo nhau rằng chàng trẻ tuổi có tên Tư Khang đã tử nạn ở núi Ẩn. Một viên đạn xuyên qua bụng, và con người bất hạnh đó chỉ kịp hực lên một tiếng má ơi, rồi cong người loạng choạng đổ vật xuống bìa rừng. Hay chuyện, Năm Hồng thở dài. Khổ, vẫn chưa biết hết thế nào là mùi vị đàn bà đã phải chết. Thiệt đáng thương. Từ đó, hễ chàng lính trẻ nào chưa vợ đến quán có ý muốn nếm chút hương đời trước khi ra trận, Năm Hồng đều dễ dãi lựa cơ hội để cho. Chị làm điều ấy với tất cả sự nhân hậu hồn nhiên giống cái, cộng với tình cảm như thể tấm lòng bao dung của người mẹ, lại còn coi đây là sự ban ơn, làm phước. Có người biết chuyện, trách rằng sự dễ dãi của chị đã làm hư đám lính. Năm Hồng thật thà giải thích. Chị không hề dẫn dụ, không gạ gẫm, xong ít ra cũng đã biết làm một việc có ích, biết dành cho những con người xấu số ấy cái mà mình có khi họ háo thèm. Để giả dụ, nếu như chẳng may trước mũi tên hòn đạn họ không còn cơ hội trở về, bỏ xác một cách vô nghĩa ở chốn nào đó, chị không những đỡ day dứt áy náy ân hận mà còn cảm thấy như có chút gì đấy được an ủi. Còn trẻ nhưng đám này cũng là đàn ông, với đầy đủ nhu cầu bản năng giống đực. Chị hào phóng ban phát sự ấy với ý thức người, chứ không vì bản năng con. Hầu như trong số choai choai này đều chẳng mảy may kinh nghiệm, lại thiếu bản lĩnh, chưa kịp đến cửa chợ đã hết tiền. Nhưng chị không trách cứ. Chị thấy thanh thản sau mỗi lần những người trẻ tuổi ngượng ngùng và xấu hổ ra khỏi phòng, mặc dù có lúc họ khiến chị ngứa ngáy khó chịu, bực mình cáu giận vô bờ. Suy cho cùng chẳng mất gì hao gì mòn gì. Nếu có mất chỉ là một khoảng thời gian nho nhỏ, chị coi đó như việc thiện việc nên làm. Vậy thôi, thật đơn giản, rất tình rất người. Rồi những gã lính trẻ được chị cho mút mát, để biết thế nào là đàn bà trở về ngày mỗi ít. Điều ấy cũng khiến Năm Hồng cảm thấy có cái gì đó vô lý, và thoảng buồn. Chiến tranh chẳng khác gì ngọn gió độc, chỉ lăm nhăm làm khô héo những chồi non mới nhú. Chị thường giao quán cho đám nhân viên và la cà đến nhà tư nhân chơi. Ở Lân Cổ, chị chỉ thích giao du với con người không có đàn ông này. Chị biết tư nhân dịp này nghỉ, không ra chợ và cũng đang buồn. Sau cái chết của người mà tư nhân nói rằng ông bác họ dưới quê, tư nhân suy sụp hẳn, mắt thâm quầng thiếu sắc khí, da mai mái xanh rớt trông rất mệt mỏi. Cũng là hạng đa sầu đa cảm. Đa sầu đa cảm nên mới phải nghĩ ngợi nhiều. Có lần Năm Hồng khuyên, người chết đã chết rồi, có sầu não cũng chẳng thể sống lại, phải lo cho cái thân mình. Em ạ, dịp này trông cô chẳng khác gì vỏ con ve sầu sau khi lột, có ăn được không? Em buồn lắm, chị Năm ơi. Buồn, hẳn rồi. Mấy đứa nhỏ mới biết sơ sơ, thậm chí còn chưa thuộc tên, này nó ra trận rồi chết tôi cũng buồn nữa là. Nhưng phải sống cho mình nữa chớ. Dưới con mắt Năm Hồng, tư nhâm là kẻ đáng thương. Những ràng níu vớ vẩn tựa cái giọ trói chặt con người này đến khô héo, cô đơn. Năm Hồng cũng cô đơn, nhưng chị biết sống cho mình, không để những khoảng trống vô nghĩa kịp len vào hành hạ. Hơn ai hết chị ý thức được cuộc đời này chỉ là thoáng chốc, chỉ gang tấc nên phải biết tận dụng tranh thủ. Không dưới vài ba lần, chị truyền cái kinh nghiệm sống ấy cho tư nhâm, nhưng như thể nước đổ đầu vịt, những gì đã ăn sâu vào con người này thật khó bật ra. Hay em có vấn đề về giới tính hả tư? Một lần Năm Hồng hỏi. Tư nhâm dương đôi mắt thiếu ngủ lên nhìn, ngạc nhiên. Là sao hả chị? Còn sao nữa? Hỏi thiệt, em còn ham muốn đàn ông không? Cái ấy của em tịt rồi à? Tư nhâm ngồi lặng nhìn ra. Một lúc sau mới thật thà đáp đáp rất khó khăn. Em vẫn là đàn bà. Em khổ lắm chị ơi. Nói rồi, nước mắt rơm rớm. Năm Hồng thở dài. Có thể chị chưa mấy rõ tâm trạng người phụ nữ này, nhưng nghe giọng nói sầu não của cô cũng thấy mùi. Cô thiệt khó hiểu. Cớ chi tự mình làm khó mình chớ.
Tư Nhâm không là người khó hiểu, nhưng quả đã tự mình làm khó mình. Hoàn cảnh đẩy chị vào tình thế ấy. Khi Sáu Quyên hớt hải bươn tới rồi quên cả hiểm nguy, ló khuôn mặt nở tựa kia bánh bao vào cửa hớn hở thông báo rằng Tư Lăng trở về. Chị không tin vào tai mình nữa. Choáng choáng như người uống quá nhiều rượu, chị cố tình cấu vào đùi và khi nhận ra rằng mình vẫn còn cảm giác biết đau, mới ngỡ ngàng vừa vui mừng vừa sợ hãi trước phép lạ bất ngờ, ngoài tưởng tượng Sáu Quyên đưa tới. Chị kéo nhanh cửa cổng, chân nọ ngoằng vào chân kia hơ hải gằn theo Sáu Quyên, tâm trạng bồng bềnh như trôi trên mây. Có thật là Tư Lăng, chồng chị đi trên tàu không số trở về, cuộc đời vẫn còn những may mắn kỳ diệu vậy sao? Đã không uổng phí công em đợi, công em chờ Tư ơi. Hơn 10 năm qua có phút giây nào em không nghĩ đến anh, hễ nhớ tới những kỷ niệm của chúng mình, em lại nao cả lòng. Rồi em thổn thức chơi vơi trong mỏng tang, hy vọng rằng sẽ có ngày nào đó, thể nào cũng biết được chút tin tức về anh. Nếu có vậy đã thỏa, đã là đặc ân rồi chớ đâu dám mơ là còn có hôm nay. Vâng không giá, nó lớn lao quá, hạnh phúc quá, đột ngột quá. Mà đúng anh về thiệt chớ anh Tư, đời vẫn nhân hậu, vẫn còn cái để mà tin, để mà hy vọng, để mà bấu víu đặng đủ sức nổi chìm trong nhiều khốn khó nhiễu nhương rượu vậy này, phải không anh? Thấp thỏm hồi hộp, Tư Nhâm quính quáo bước. Sáu Quyên đi trước, chị như cái bóng lật đật theo sau, đầu óc rối mù, vui buồn háo hức mong ngóng và thon thót lo sợ. Con đường từ Lân Cổ tới Vũng Dô hôm đó sao dài thăm thẳm vậy chớ? Gặp anh, phút giây đầu tiên sẽ sao đây ông trời? 10 năm về lại trong ít phút, không được khóc nghe, Tư Lăng sợ nhất nước mắt đàn bà. Hồi chia tay nước ứ tràn mi mà Tư Nhâm đâu dám sụt xịt, phải làm bộ cứng kẻo mềm lòng người đi. Vậy mà trời ơi, chưa có cái cảm giác được gặp chồng sau 10 năm, anh đã ra đi mãi mãi, ra đi vĩnh viễn. Không nhắn gửi, không ánh nhìn, không cả ấn tượng cuối cùng. Sao lại chớ trêu nghiệt ngã làm vậy chớ, giá như không có cảnh huống này để Tư Nhâm cứ sống trong phấp phỏng đợi chờ, sống trong hy vọng thì đỡ biết bao. Nỗi đau quá lớn sau cái chết của Tư Lăng như thể là điều không có thật, lại phải lặng thầm chịu đựng và ngày một ngấm lắng khiến chị hụt hơi. Vết thương không được thổ lộ san vơi chia sẻ, cứ canh cánh lặn nặng trong lòng càng tấy đỏ mưng mủ xót buốt. Cái đêm ở Vũng Dô trở về, Tư Nhâm không thật rõ cớ sao mình vẫn đủ sức chịu được và vẫn tồn tại. Sau thông báo của Sáu Sinh, chị choáng loạn trống chánh, có cảm giác chơi vơi như thể bíu trên sợi dây mảnh mỏng lơ lửng giữa trời, mà phía dưới là cồn dựng sóng dữ đại dương. Chị không thật rõ rằng lúc ấy mình đã làm gì nói gì, còn sống hay đang chìm trong chiêm bao. Mất cảm giác, chị như một cái xác vô hồn cứ thế trong trạng thái mộng du, theo Sáu Quyên lảo đảo trở lại Lân Cổ. Sáu Quyên kéo đi đâu, bước tới đó. Mấy ngày kế theo, khi còn lại một mình và đã tỉnh táo trở lại, ngước nhìn lên chiếc bàn có hoa, có quả, có khói hương mà Sáu Quyên vội vã lập nên để thờ, chị mới thật sự thấy sốc, thấy hững hụt vô lý chơ vơ. Mới tin chắc là Tư Lăng đã không còn nữa. Nỗi đau lúc ấy thắt lắng vào trong, để mà ý thức hết bất hạnh nơi mình. Nỗi bất hạnh càng phồng rộp, khó chịu khi mấy ngày sau đó Hai Dạng tới chơi, buộc Tư Nhâm lại phải đối phó, phải diễn. Lúc Hai Dạng ngạc nhiên hỏi, ủa, nhà mình đang thờ ai vậy ta? Tư Nhâm trơn tuột buột ra, có ông bác họ dưới quê mới qua đời, khi ba mất, được ông nuôi nấng nên coi như cha đẻ. Tư Nhâm cũng không ngờ mình ứng đối nhanh và giảo hoạt đến vậy, lời nói dối bật ra tự nhiên tới mức chị cũng sững sờ về sự thuần thục trong vai trò diễn viên của mình. Thông tin đó làm Hai Dạng cảm thấy như người có lỗi. Anh tự trách mình vô tình. Trời ơi, vậy mà lâu nay đâu có hay. Ông đi lâu chưa? Tư Nhâm cố ghim không để nước mắt ứa ra. Mới đi được mấy hôm. Tư Nhâm nói nhát gừng, giọng không mấy mặn mà. Vậy mà tôi vô tâm quá. Em cho tôi thắp nén nhang nghe. Người có công nuôi mình cũng như có công đẻ. Hai Dạng lầm rầm. Ông cho phép kẻ hậu sinh này được vái ba vái, gọi là chút lòng thành của người may mắn có quen biết gia đình.
nhìn hai dạng thành tâm thắp hương cắm lên bàn thờ, khấn khứa, Tư Nhâm đã cố nén vẫn không ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào. Chị thấy chớ trêu tủi phận, vừa thương cho hoàn cảnh mình lại thương chồng. Coi bộ em nhiều tình cảm với người quá cố, hai dạng quay lại nhìn Tư Nhâm, tỏ ra ái ngại. Thuở ở bên ông được ông chăm ấm như con, tình cảm lớn lắm. Hai dạng ngồi xuống ghế, buồn quá hí, con nói lời an ủi với em lúc này, việc cũng đã rồi. Người ta sinh ra có hạn nhưng từ bất kỳ, em gắng giữ sức khỏe. Tư Nhâm lơ đã ngó ra ngoài, buông một câu hết sức khách sáo. Cảm ơn thiếu tá đã an ủi. Sau cái chết của Tư Lăng lòng chịu nặng đau buồn, Tư Nhâm bỗng thấy xa lạ và có cái gì đó như thể khó chịu với Viên thiếu tá. Vẫn biết rằng, suy cho cùng hai dạng cũng chỉ là nạn nhân của vòng xoáy định mệnh trớ trêu trong cuộc chiến, và không hẳn chị đã nghĩ anh ta là tác nhân trực tiếp của bi kịch, song vẫn bị ức chế bực bội. Con người này vô cớ trở nên đáng trách, đáng giận. Những tình cảm cởi mở và chân thật, tịnh tiến dần tới sự hồn nhiên tựa những ngày ấu thơ được vun vén trong thời gian qua tự khắc biến mất, trôi tuột như phấn hoa sau trận mưa rào. Còn lại là sự ngăn cách mặc cảm, phân chia, lại là hai ranh giới, lại là sân khấu hán giả và vai trò người diễn. Không phải hai dạng không ngạc nhiên nhận ra điều ấy, nhưng anh đơn giản nghĩ rằng có lẽ nỗi mất mát đột ngột đã khiến con người cả nghĩ đa sầu trong Tư Nhâm trở nên khó tính, bởi vậy càng thương hơn càng quan tâm tới hơn. Sau sự kiện Vũng Dô, hai dạng triền miên gắn trói vào các cuộc hành quân, nhưng có quãng hở thời gian nào lại tranh thủ lần đến ngôi nhà ẩn trong khu vườn khá rộng. Anh đâu nghĩ tình cảm chân thật của mình lại khiến Tư Nhâm thêm khổ tâm, khó xử và càng bực bội càng mặc cảm tìm cách né tránh. Sự ngăn cách khác biệt giữa hai người như càng nặng nề, phình rộng hơn. Mỗi lần hai dạng tới, Tư Nhâm với vai trò đã trở thành thói quen vẫn tiếp, vẫn đẩy đưa câu chuyện nhưng trong lòng rừng rưng nguội lạnh. Có lần hai dạng nói rằng, hai kẻ cô đơn nên xích lại sưởi ấm cho nhau để sống. Anh rất cần sự chăm sóc của người phụ nữ và cũng rất muốn có điều kiện chăm sóc Tư Nhâm nhiều hơn. Hãy đưa anh về quê thăm thím Bảy Bương và bé Thảo để thưa chuyện. Tư à, anh muốn được xin cưới em làm vợ. Đồng ý nghe Tư. Hai dạng chợt quỳ xuống, ngước đôi mắt tội nghiệp lên nhìn giọng van nài. Tôi thương em thiệt tình mà, Tư. Tôi van em, tôi xin em đó. Đừng làm khổ tôi và đừng tự làm khổ mình nữa. Tôi không chịu thấu khi nhìn em vỏ võ đơn côi như vậy. Trong lòng vô cớ cáu giận, nhưng Tư Nhâm đành ậm ở tìm lý do từ chối. Và chị đã có cái điều hợp lý. Tôi đang có tang, thiếu tá. Nói vậy, nhưng khi Viên thiếu tá bước ra khỏi cửa, chị cảm thấy cơ thể mình nhũn ráo bài hoài, mệt lử và tủi thân. Chị gục xuống bên bàn thờ, nước mắt lại ứa ra. Tư ơi, em khổ quá. Hôm đó, hôm hai dạng đặt vấn đề xin cưới, cũng là đêm sáu sinh và sáu quyên liều lẻn vào lân cổ. Khi nghe tiếng sáu quyên hớt hải gọi nơi ngõ, Tư Nhâm vội chạy ra. Sáu quyên ngó trước nhìn sau, giọng quan trọng. Chị à, chú sáu tới. Có việc gấp hay sao mà chú sáu về, em ở ngoài canh chừng nghe. Sáu sinh bất ngờ hiện ra ở sân. Khỏe chớ Tư. Chú vô nhà. Tư Nhâm khép nhẹ cửa và vặn nhỏ ngọn đèn. Hai dạng lại tới phải không? Sáu sinh hỏi. Tư Nhâm ngồi xuống bàn và chợt òa khóc. Hình như bao uất nghẹn tủi hờn nay mới có dịp bộc lộ. Chị nấc lên giọng nghẽn tắc. Chú ơi, con cực lắm. Thôi đừng khóc nữa mà. Chú cũng giàu. Mày cực ra sao chú biết tỉnh ủy biết. Tư Nhâm cố nén để không khóc thành tiếng, nhưng vẫn nức nở. Rồi chị ngước lên, chị đã có ý trước đê, nếu gặp sáu sinh nhất định lại xin ra cứ, chị cảm thấy mình không chịu đựng thêm được nữa, chị mệt mỏi quá rồi. Sau cái chết của Tư Lăng, ở vào hoàn cảnh chị chắc sáu sinh sẽ không nỡ từ chối, chỉ ra ngoài đó mới thực sự được tự do, được sống đúng mình, được khóc Tư Lăng thiệt to. Nhưng nhìn khuôn mặt bí thư tỉnh ủy quát hóp, thần sắc bợt bạt, đôi mắt ẩn chứa sự mệt mỏi của người nhiều nghĩ ngợi, chị lại mùi lòng không nỡ nói ra điều định nói.
Chị biết trong chuyện này ông Sáu cũng nghĩ lung lắm và rất lúng túng. Xin ra cứ tức là chị đã làm khó cho ông, là đẩy ông vào tình thế hết sức bối rối khó xử. Trời ơi, quả đây là gánh nặng thì cớ chi chị không đưa vai vào gánh đỡ với ông. Công việc nhiều biết bao điều phải lo phải nghĩ phải toan tính, bắt ông bận tâm chi chuyện này của chị nữa cho cực chớ. Thôi đành lại hy sinh thêm chút nữa, gắng chịu thêm chút nữa. Nghĩ vậy Tư Nhâm ngồi lặng, nhưng nước mắt tủi cực vẫn rơi lã chã. Sáu Sinh nén tiếng thở dài, rồi như rõ được tâm trạng Tư Nhâm, ông nói: "Chú biết mày khổ, chú thương mày. Thân gái ở một mình, nhiều thằng chọc ghẹo, nhưng lúc này đang nước sôi lửa bỏng, chú chưa nhắm được người thay, và lại kiếm được người quen việc quen địa hình đâu dễ. Hai Dạng đã mấy lần đòi cưới con đó chú." Tư Nhâm tấm tức. Tiếng thở dài đã cố nén vẫn bật ra và Sáu Sinh nói. Ông nói như thể không phải giải thích với Tư Nhâm mà nói với mình. Có được người hoạt động hợp pháp giá trị lớn lắm, chẳng thể đo đếm được. Vừa rồi không có A5, không có Tư Nhâm, tỉnh ủy biết đối phó thế nào với những cuộc hành quân càn quét lớn của tụi rồng biển đây. Sáu Sinh tới bên bàn thờ, thắp một nén nhang cắm vào bát hương, đôi mắt như thể nhìn vào cõi xa xăm nào đấy. Tư Lăng, mày sống khôn chết thiêng phù hộ cho Tư Nhâm hoàn thành nhiệm vụ nghe. Nhìn cái dáng đã trở nên lòng không của Sáu Sinh, tự dưng Tư Nhâm mặc cảm như thể mình là người có lỗi. Chị đỡ bí thư tỉnh ngồi xuống. Chú ơi, chú lại đây con rót nước để chú uống đã. Trông chú dạo này hình như không được khỏe. Sáu Sinh lặng lẽ thả mình xuống ghế. Sau vụ phát hiện tàu ta vô Vũng Rô, địch làm căng lắm. Anh em mình trên cứ ra sao chú? Lần trước nghe Sáu Quyên nói đã vét đến lon gạo cuối cùng để nấu cháo. Du kích đã đành nhưng mấy anh trên tàu không số đau ốm, sốt rét không thuốc men lại ăn đói nhịn khát tội lắm. Mồn dốc rau rừng đã vặt trụi rồi. Tao lo mấy anh không qua được đận này. Không chết bom chết đạn, để các anh ấy chết đói thì ân hận quá. Con tưởng hôm rồi Sáu Quyên đã tổ chức mang ra được ít thuốc, ít gạo. Thất bại rồi, chúng rào kín mọi lối. Ai mang một lon gạo ra khỏi thị trấn, bị bắn liền. Dọc hai bên bờ sông Thạch Bàn lính giải ra như kiến. Mấy đứa nữ du kích giả bộ cặp bồ với hai thằng lính để chúng lai Honda ra khỏi phố. Nhưng chẳng rõ sao thằng Ba Hoàng phó của Hai Dạng đánh hơi được, liền cho lính đuổi theo. May mấy đứa tinh ý, quẳng bịch thuốc xuống khe núi chạy thoát. Bây giờ tính sao, chú Sáu? Suốt đêm qua thường vụ tỉnh ủy đã họp bàn, tính hết nước rồi. Bí quá, chú đành lẻn vô đây hỏi xem mày có cách không. Con thì giúp được chi? Sáu Sinh như thể định nói điều gì nhưng cảm thấy bối rối. Ông im lặng và lại thở dài. Từ ngoài, Sáu Quyên hốt hoảng bước vào. Chú ơi, có lính đang đi về hướng này. Tư Nhâm vội đứng dậy nhìn ra. Chắc có kẻ đã đánh hơi và báo với Ba Hoàng. Tư Nhâm nói. Chú ra cửa sau, Sáu đưa chú tắt qua vườn bà Hai Dõng nghe. Lẹ lên. Dạ, chị đối phó cho khéo. Ba Hoàng tinh hơn con cáo đó. Này Tư, cứ thử nghĩ xem có cách chi không. Sáu Sinh nói thêm rồi cùng Sáu Quyên lẫn vào bóng đêm. Tư Nhâm vặn to ngọn đèn. Chị rõ sau vụ tàu chở vũ khí vào bị lộ ở Vũng Rô, Ba Hoàng trở nên đa nghi hơn và đã cho người theo dõi rất chặt căn nhà này. Mọi động tĩnh nơi đây đều không qua mắt gã. Có thể nhiều điều nghi vấn không giải thích được, khiến viên đại úy đã nghi ngờ càng nghi ngờ thêm. Và để làm sáng tỏ, gã đang cố tìm cho ra bằng cớ. Có bằng cớ mới ra tay hành động. Chưa có điều ấy mà đụng vào Tư Nhâm, cũng đồng nghĩa với việc khiêu khích Hai Dạng. Cô Tư, xin chào cô Tư. Ba Hoàng bước vào nhà, tự tin cười diễu. Theo sau gã vẫn là Hai Độ, một tiểu đội lính lố nhố ngoài sân. Chào đại úy, ông và mấy ảnh vô đây chắc có việc gì? Không, đi qua thấy đèn còn đỏ, biết cô Tư ở nhà rẽ vào thăm chơi thôi. Căn nhà vắng vẻ quá, cô Tư không đưa con nhỏ về ở cho vui. Mà cô Tư thờ ai vậy hè? Việc này lần trước đại úy hỏi, tôi đã trình báo.
ông bác họ tôi dưới quê vừa qua đời. À, ông bác họ, phải tôi nhớ cô Tư lần trước có nói, chưa già mà đầu óc đã lú lẫn. Cô Tư nè, cô có thấy cuộc đời này nhiều sự trùng hợp thiệt ngẫu nhiên không? Ông bác họ cô Tư qua đời, đúng vào hôm tàu Cộng sản Bắc Việt chở vũ khí cho Việt Cộng nổ ngoài Vũng Rô. Hay thiệt, mà cũng có thể vậy lắm chớ. Cuộc đời mà, nó giống như những cái vòng tròn cứ loay quay rồi lại loay xoay, và trong số vòng tròn đó có những cái chồng khít lên nhau. Đại úy nói chi tôi không hiểu, là tôi đang nói đến sự ngẫu nhiên của những cái vòng tròn trong cuộc đời, là tôi nói mụ vợ tôi. Đại úy, tôi nghĩ là đêm đã khuya rồi. Tôi và mụ ấy trước đây vốn là đồng môn, học một trường. Sau đấy mỗi đứa trôi dạt một nơi rồi loay quay thế nào lại gặp nhau và bập vào nhau. Cũng giống như thiếu tá Hai Dạng và cô Tư. Hơn 20 năm lưu lạc mỗi người một ngả trừ lại gặp nhau. Ngẫu nhiên mà. Cuộc đời này thiệt nhiều ngẫu nhiên. Nói vậy chớ, giả dụ cô Tư thờ mấy cha thủy thủ Bắc Việt cũng chẳng sao. Cùng máu đỏ da vàng với nhau, có cái tình vậy cũng đáng quý. Ông đại úy nói là, tôi quen biết chi họ mà thờ với cúng, đừng gắp lửa bỏ tay người nghe. Chỗ ấy cô Tư rõ hơn tôi không nói điều gì sai nếu không nghĩ rằng mình nói sai. Đại úy say hay ông dọa tôi? Đâu có, cô sắp trở thành bà thiếu tá, tôi đâu dám. Tôi đã nói nhiều lần rằng, chuyện riêng của tôi xin đại úy đừng xía vô. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng thỏi ra, mà cô Tư biết chuyện này rồi chớ. Mấy đứa từ Bắc Việt vô đói rét, bệnh tật đang kêu cứu trên núi. Hay thiệt, gạo không rau rừng cũng không cầm cự được mấy ngày nữa. Nói để cô Tư hay, bọn tôi vây đường lên núi thêm vài ba hôm nữa là lũ ấy không cần trúng đạn cũng chết, chết đói. Không đánh mà chết mới đáng nói chớ. Mai tôi còn phải ra bến cá sớm, đại úy thông cảm nghe. Cô Tư không muốn tiếp chuyện nữa thì tụi này bay nghe. Đi anh em. Khi đã ngồi lên xe, Ba Hoàng hỏi Hai Độ và đám lính. Không thấy dấu vết gì sao? Thưa đại úy, chúng tôi đã sục khắp khu vườn. Chẳng lẽ thằng Ba Sánh báo sai, nó khẳng định có hai bóng người. Nè trung sĩ Độ, anh có nghĩ rằng Tư Nhâm đang thờ ông bác họ? Không, không có ông bác nào cả. Phải lần cho ra con người khó hiểu này đang hương khói cho ai. Trong nhà, Tư Nhâm đứng lặng trước bàn thờ chồng dầu dĩ mệt mỏi. Tư ơi, vai diễn này với em nặng quá, hãy giúp em. Đêm đã khuya, Tư lệnh Hải quân vẫn ngồi lặng bên bàn. Công việc, những tính toán cân nhắc khiến ông cảm giác thời gian quá ngắn. Tại sao thời khắc một ngày không là 5-60 giờ, mà chỉ 2-4 tiếng? Sau sự kiện xảy ra ở Vũng Rô, con đường vận chuyển vũ khí trên biển chi viện cho chiến trường không còn là một bí mật nữa, hình như đã khiến tóc của Tư lệnh bạc thêm. Ông thức khuya hơn và làm việc nhiều hơn. Ông rõ rằng địch chẳng mấy khó khăn để hiểu ra mọi điều, và chúng đã nhanh chóng có hàng loạt biện pháp để đối phó. Kế hoạch 34A nhằm đánh phá miền Bắc, ngăn chặn con đường xuyên Trường Sơn. Kế hoạch mang biệt danh De Soto nhằm đưa hạm đội 7 vào biển Đông và kế hoạch có tên Marketimer nhằm phong tỏa vùng biển miền Nam, ngăn chặn sự chi viện của ta bằng đường biển được thực hiện. Nhiều lực lượng mang tên các đội đặc nhiệm được thành lập, lực lượng đặc nhiệm số 71 gồm binh đoàn tàu sân bay, lực lượng đặc nhiệm số 115 gồm các tàu khu trục hộ vệ tàu quét mìn tàu đổ bộ, chiến xa tàu ven bờ. Từ vĩ tuyến 17 đến vịnh Thái Lan, chúng cho máy bay có thiết bị điện tử hiện đại trinh sát. Ngoài ra, có thêm hàng chục trạm radar ngày đêm kiểm soát, phải thừa nhận kẻ địch phản ứng nhanh, phương tiện hiện đại và có tổ chức chặt chẽ. Để tiếp tục đưa vũ khí vào chiến trường là một bài toán khó, không hẳn ngày một ngày hai đã có cách giải. Ông nhớ hôm lên bộ báo cáo với Tổng Tư lệnh về việc tàu bị lộ ở Vũng Rô. Đại tướng không vui ông lặng đi rất lâu, song cuối cùng vị chỉ huy cũng an ủi không có vụ Vũng Rô này, tất có vụ Vũng Rô khác. Vũ khí và chiến trường ngày mỗi nhiều làm sao bí mật mãi được. Rồi đại tướng chỉ thị, vấn đề lúc này là tập trung vào việc tìm ra đường đi mới, phương cách vận chuyển mới để tiếp tục đưa vũ khí vào chiến trường. Trong điều kiện con đường đã lộ,
Giai đoạn vận chuyển bí mật đã chấm dứt. Bây giờ là lúc chơi bài ngửa, đúng không? Đại tướng nói, trong trường hợp này ai kiên gan hơn, thông minh hơn, mưu trí hơn, tài giỏi hơn sẽ thắng. Con đường đã lộ nhưng bí mật ở mỗi chuyến đi vẫn còn. Câu nói nhiều hàm ý của Tổng Tư lệnh ám ảnh Tư lệnh Suất. Ông đã cho quán triệt ý định và quyết tâm của cấp trên, đến từng cán bộ đoàn tàu không số. Cơ quan tham mưu đã nhanh chóng triển khai công tác nắm tình hình địch trên bộ, ngoài khơi và cả hành lang hàng hải quốc tế, nghiên cứu đường đi xa bờ bí mật bất ngờ đột nhập bến nhưng xem ra hiệu quả vẫn thấp. Nhiều chuyến đi đã phải quay trở lại, dừng việc vận chuyển là thua, nhưng tiếp tục cho tàu xuất phát lại phải tính toán cân nhắc kỹ, tìm cách đưa hàng vào các bến, rất cần sự dũng cảm, sự táo bạo nhưng cũng rất cần mưu mẹo. Đã có nhiều đề xuất, ngoài việc đưa hàng vào khu 9, khu 6, vẫn tìm cơ hội đưa hàng vào khu 5. Nếu bến lộ mà dừng việc vận chuyển, chiến trường sẽ thiếu vũ khí. Hôm nay ông đã quyết định giao cho cán bộ đoàn tàu không số, lập kế hoạch tiếp tục đưa vũ khí vào khu 5 để trình lên đảng ủy và bộ tư lệnh, nhưng vẫn có cái gì đó chưa thật yên lòng. Đêm tĩnh lặng, đâu đó nghe như có tiếng còi tàu vào thương cảng thả hàng vọng tới. Tư lệnh bước lại bên cửa sổ nhìn xuống, đường phố vắng người, thỉnh thoảng lắm mới có chiếc xe đạp đi qua, và từ đó đưa lên hương hoa sữa hắc nồng. Tư lệnh quay vào bàn, ông nhấc máy quay số, cho tôi nói chuyện với chính ủy. 2. Hoàn cảnh ngày mỗi khốc liệt của cuộc chiến và tình thế éo le đã buộc Tư Nhâm nhích dần tới bi kịch. Khi có điều kiện để tỉnh táo ngẫm lại mọi sự, chị cũng không thật rõ sao ngày đó mình có thể làm được những điều tưởng không vượt qua nổi như vậy. Tuy thế cũng nhận ra rằng, thời gian không chỉ nhe hàm răng sắc nhọn gậm nhấm dần tuổi trẻ người đàn bà nơi chị, mà cùng với họa dù ít ỏi và luôn nơm nớp, chị cũng có những phút giây được sống thực, được làm người phụ nữ theo nhiều nghĩa. Dịp này Tư Nhâm rất ít ngủ, chị thường nằm yên và dòng tai nghe tiếng sóng nơi mép nước vọng về. Âm thanh của biển rầm rào tựa tiếng mưa đầu mùa triền miên trút xuống, khiến chị thêm phấp phòng. Chị vẫn thao thức như vậy, thức để đề phòng lính Ba Hoàng dình phục và thức là có ý chờ tín hiệu Sáu Quyên. Biết dịp này Sáu Quyên ít có điều kiện về, vẫn mong cô ấy là chỗ dựa duy nhất, là sợi dây duy nhất nối chị với tổ chức. Có Sáu Quyên thỉnh thoảng bất ngờ tạt qua, chị thấy yên lòng. Hôm đó đã khuya lắm, Tư Nhâm vẫn trằn trọc, chợt có tiếng Sáu Quyên hối nơi cổng, Tư Nhâm vội vùng dậy. Có việc, phải không Sáu? Tư Nhâm lo lắng hỏi, khi hai người quýnh quáng bước vào nhà. Lính rồng biển đã bắn chết anh Mười Bảng và chị Hai Liên người làng Cát rồi. Trời ơi! Ba Hoàng đang cho lính kéo xác hai người về bêu nơi cửa chợ Lân Cổ, để răn đe những người tiếp tế cho du kích. Có chuyện ấy thiệt sao? Mười Bảng đóng sĩ quan quân cảnh, Hai Liên làm tình nhân ngồi sau Honda. Thuốc tây và gạo được bỏ trong túi sách. Khi tụi lính hô dừng lại, Mười Bảng rú ga chạy chúng bắn theo. Khổ quá, nghe nói Hai Liên cũng có người yêu đi tập kết ngoài Bắc. Họ mới được gặp nhau trên cứ. Anh ấy trở về đã mấy tháng nay, để chuẩn bị cho tàu không số chở vũ khí vô. Tư Nhâm buông tiếng thở dài. Tội nghiệp, chú Sáu rõ chuyện này chưa? Chú biểu vô hỏi chị có cách chi tiếp tế ít thuốc tây không? Có thêm gạo càng tốt. Vậy trừ tính sao? Em cũng chẳng biết nữa. Dối quá. Chị có cách này được không Sáu? Chị cũng thấy là liều, nhưng đành vậy. Chị có quen mấy cha lái xe nhà binh, chị sẽ nhờ trợ giúp vài ba tạ gạo, một ít thuốc men cho má chị ở dưới quê. Rồi em thông báo với anh em trên cứ biết để đêm về lấy được không? Chị đơn giản quá. Tính vậy khác chi lệ ông tôi ở bụi này. Không xong đâu chị. Chẳng lẽ chịu để mấy ảnh? Cùng lắm, chết như Hai Liên chứ sao? Chết như Hai Liên dễ quá ha, chị không tính đến mạng mình, nhưng còn công việc chung. Sáu Quyên thở dài, em thương mấy ảnh trên tàu không số ngoài Bắc vô quá. Không một hạt gạo, hạt muối, không một viên thuốc, họ vượt rừng vượt núi trở về Bắc sao đây? Không có súng có đạn, còn đói dài còn chịu cực. Chỉ có súng đạn mới làm cho những thằng như Ba Hoàng bớt hung hăng.
em đi nghe chị Tư. Chị hỏi đã, anh em mình hết gạo và không có thuốc chữa trị thiệt sao? 6. Nếu còn, 10 bảng và 2 liên đã không chết thảm vậy. Chú Sáu nhắc chị cẩn thận, đối phó cho khéo và không được manh động. Sáu quyên đi rồi, còn lại một mình Tư Nhâm thấy chờ vơ, lòng dạ ngổn ngang như đứng trước mớ tơ rối mà không có cách gỡ. Chị thần người. Tiếng Sáu sinh như vẫn vẳng bên tai, mồn dốc rau rừng đã vặt trụi rồi. Tao lo mấy anh không qua được đận này. Không chết bom chết đạn, để các anh ấy chết đói thì ân hận quá. Chị ngước lên bàn thờ, Tư Lăng như đang ngồi trên đó mỉm cười với chị. Tư Nhâm châm một nén nhang cắm lên. Hãy tha lỗi cho em, chỉ anh là người hiểu em, phải không Tư? Cuộc giằng co đấu trí giữa Tư Nhâm và Ba Hoàng trở nên gay cấn. Sau mỗi keo vật chị cảm thấy đuối sức và để chiến thắng, chị đã có những quyết định táo bạo. Sự trơ trêu trong những quyết định mang tính sống chết ấy không hoàn toàn ý thức, còn là cái gì đó nữa của bản năng được đánh thức trước hiểm họa. Tư Nhâm đành nhận lời đưa hai dạng về quê thăm má, và chiếc xe đó đã bị du kích phục chặn lại, đồ đạc trên xe bị cướp. Hai người thoát chết và trở lại Lân Cổ. Sau việc đó, Tư Nhâm sống trong tâm trạng bất yên. Chị thấy có lỗi với chồng đã đành, còn mặc cảm với hai dạng bởi nghĩ rằng mình đã lợi dụng và lừa con người cả tin. Thật thà này, hai dạng không đáng chịu như vậy. Dẫu đeo lon thiếu tá quân đội quốc gia, hai dạng là người đàn ông chừng mực có văn hóa, biết phải trái không lừa lọc. Cũng như chị, hoàn cảnh đã đẩy anh vào trạng huống ấy. Mỗi lần hai dạng đến thăm, kia cảm giác ngường ngượng khiến chị mất tự nhiên. Còn hai dạng lại vui và cho rằng dù sao đó là một kỷ niệm đáng nhớ của hai người. Tư nè, hôm rồi em cho tôi về thăm ngoại bé Thảo. Chuyện không thành lại chút nữa bị du kích lấy mạng cả hai. Tôi thiệt không đành lòng. Tôi sẽ gắng bố trí một lần khác. Sau chuyện đó, em không giận tôi chớ. Cái số của thiếu tá và tôi chắc không tới được với nhau. Hay là để tôi giới thiệu với thiếu tá người khác. Giới thiệu người khác. Sau bao năm lưu lạc nay mình lại được ở bên nhau, đó chẳng là số mệnh sao? Tôi yêu em thiệt lòng và chỉ muốn em hạnh phúc. Giới thiệu ai? Em đừng nói chuyện đó nữa, tôi buồn. Nhưng nỗi khổ tâm của Tư Nhâm chưa dừng lại ở đó. Chẳng rõ sao, chuyện chị đưa hai dạng về quê đến tai bà Bảy Bương. Một hôm bà và ông Năm Hùng cậu chị đùng đùng lên Lân Cổ và lần hỏi ra nơi ở mới. Nghe có người đánh tiếng ngoài cổng, chị vội chạy ra và không khỏi sững sờ khi thấy má và cậu mình cắp túi đứng đó chờ. Ngạc nhiên nhưng chị thấy vui, vội xoắn xuýt chào hỏi. Nhưng bà Bảy Bương không nói câu nào. Bà cúi mặt lăm xăm bước vào nhà, thả mạnh người xuống ghế. Chị vội vàng rót nước mời, nhưng bà Bảy xua tay gạt đi. Nước nôi gì, hôm nay tao nhờ cậu Năm đưa lên đây, chỉ để hỏi mày một câu. Hỏi xong tao về. Ông Năm kín đáo ngó quanh ngôi nhà, giọng dịu hơn. Má mày bực lắm đó, tao cũng bực. Có chuyện ấy thiệt không Tư? Tư Nhâm biết má và cậu cự gì rồi, nhưng chị vờ lảng đi. Mời má, mời cậu uống nước đã. Má và cậu đang bực chuyện gì ạ? Bà Bảy nhướng đôi lông mày. Đừng giả bộ nữa cô, cả làng đang đồn ầm lên rằng con gái Bảy Bương sắp thành bà thiếu tá. Chà! Nhà Bảy Bương lại có cái diễm phúc vậy sao? Tuần trước mày định rước hai dạng về quê ra mắt má mày và họ hàng. Nhiều người nói vậy có không? Má và cậu cứ ngồi chơi. Con kiếm cái gì để má và cậu ăn tạm? Khỏi! Tôi no rồi. Tôi đang tức ứ lên tận cổ đây. Chuyến đi ấy nếu không có mấy đứa du kích phục cướp xe, chắc tôi đã được gặp con rể tương lai. Cả làng ai cũng tò mò hỏi thăm. Có con rể làm đến cấp thiếu tá. Sướng thiệt, sướng thiệt. Má, má hiểu cho con. Không phải vậy đâu má. Con khổ lắm, con đâu muốn. Cậu Năm, nó nói nó khổ nghe lọt cái lỗ tai không? Cậu nói đi, nó khổ hay tôi khổ? Con gái mày mấy ngày qua khóc sưng cả mắt lên đó. Có đứa bạn nào thèm chơi với nó nữa? Nó tủi nó hận mày. Ông Năm đẩy về phía bà Bảy Bương cốc nước. Chị cứ bình tĩnh để cháu nó trình bày, có thể chỉ là tin đồn. Tư Nhâm, chuyện người ta nói thực hư ra sao?
Cậu ơi cậu thương con không làm điều xấu đâu, ba con vì đâu chết, cậu nghĩ con quên được sao? Nhưng chuyện mày định đưa hai dạng về quê, có không, thiệt khó hiểu. Bà Bảy Bương cướp lời, tôi sinh ra nó, tôi còn không hiểu cậu làm sao hiểu. Vậy là rõ rồi, cậu đưa tôi về, ngồi đây tôi thối cái lá gan lắm, coi như tôi không sinh ra nó. Về cậu, con xin má, con xin cậu hiểu cho con, lòng dạ con ra sao có trời biết, có nhà con biết, con có sung sướng gì. Bà Bảy đứng phắt dậy, như thể chạm vào than nóng vừa gấp ở lò ra. Mày dám lôi cả thằng Tư Lăng vô chuyện này nữa sao? Nó ở ngoài miền Bắc chắc vui lắm đây. Có người vợ lấy được sĩ quan cao cấp của chính quyền Cộng Hòa. Sao không vui? Má ơi, má cứ dạy con chửi con. Nhưng xin má đừng bỏ con. Cậu Năm, con xin cậu. Có những điều không thể nói ra được mà cậu. Đàn bà tới cái lúc rừng mỡ nứng nửa thèm đàn ông, làm sao nói ra được. Cậu Năm, cậu có đưa tôi về không? Nghe nó nói thêm ngứa cái lỗ tai quá, tôi điên mất. Ông Năm tỏ ra thông cảm, giọng khuyên can. Vẫn chưa muộn đâu con, bình tâm mà nghĩ lại. Nào con đã có ý định gì đâu cậu, con mới đi với người ta một đoạn đường. Mày thiếu suy xét để má mày buồn con mày tủi, làng xã bà con xì xèo. Lỡ rồi, thôi, tao sẽ nói má mày cho qua. Nhưng cẩn thận kẻo lại hối không kịp, đàn bà tuổi mày ở một mình không ổn đâu, về quê sống với má với con. Dạ, để rồi con tính. Tính cái gì? Tính ngày cưới à? Tôi hỏi lần nữa, cậu có về không? Bà Bảy cắp nón ngủi ngày bước ra sân, tôi đi một mình vậy. Ông Năm nán lại, má mày nóng, nhưng vẫn thương. Một mẹ một con không thương mày thì thương ai? Liệu thu xếp về dưới quê ở? Má cũng yếu lắm rồi. Thôi cậu về nghe, tao đi kẻo má mày la. Tư Nhâm ra cổng định chạy theo bà Bảy, nhưng ông Năm hùng gàn. Má mày đang nóng, để cậu khuyên giải cho. Mày cứ vào đi, nhớ lời cậu dặn là được. Tư Nhâm đành tựa cửa nhìn theo. Thấy bà Bảy lắt thắt bước trên đường, tấm lưng nhỏ đã bắt đầu có dấu hiệu còng xuống. Nước mắt lại trào ra, chị thấy thương má vô chừng. Chị đứng lặng bên cổng, chơi vơi dã rời. Má ơi xin má hiểu cho con. Con xin thề không làm điều gì xấu để tổn hại đến vong linh ba và phiền lòng má. Tới lúc nào đó con tin má sẽ hiểu con gái mình. Những uẩn khúc khó xử, Tư Nhâm chẳng biết thổ lộ cùng ai, đành nén lắng vào lòng chờ Sáu Quyên. Lần ấy người liên lạc của bí thư tỉnh vừa vào nhà, chị đã le te. Má chị và cậu Năm la chị quá trời. Má giận việc đưa hai dạng về quê. Tội má quá, chị biết làm thế nào đây Sáu. Nỗi khổ này chồng chất lên nỗi tủi kia. Chồng vừa chết mất xác này, má hiểu lầm con gái khinh rẻ. Em nói đi, chị phải sống sao đây? Cậu Năm chị nói đúng. Chỉ còn một cách là về quê sống với má, sống với con gái. Em có hiểu cho chị không Sáu? Lần ấy Sáu Quyên đã bật mở một thông tin, khiến chị đang ỉu ỉu chợt thấy xốn sang. Chú Sáu rất rõ nỗi khổ tâm của chị và thương chị lắm. Giọng Sáu Quyên nhỏ xuống, chị nghe nè. Chú đã có ý định sau đợt này sẽ đưa chị ra cứ. Chị ráng chịu khổ thêm ít nữa. Tư Nhâm như thể người bị nạn có cơ được cứu. Vui mừng chị gần như la lên. Chú Sáu hứa sẽ cho chị lên cứ thiệt sao? Chú Sáu đâu có nói giỡn. Nhưng chị ơi, vấn đề sống còn lúc này là vũ khí và lương thực. Có vũ khí, có lương thực mới tính chuyện lâu dài được. Chị hiểu chứ? Chú Sáu giao cho chị em mình và A Năm phải nắm chắc tình hình bố phòng, quy luật hoạt động của địch. Bằng mọi giá phải mở lại bến đón tàu vô. Ngoài Bắc các anh hải quân đã sẵn sàng. Chị em mình phải ráng sức thôi. Chị sẽ ráng. Trời ơi! Sau đợt này chị được ra ngoài đó đúng vậy không Sáu? Chị cũng kiệt sức rồi. Hy sinh như Hai Liên còn được dân làng thương tiếc. Đến ngày dỗ còn có nắm nhang. Còn chị, em coi từ bữa ngồi xe với hai dạng rồi bị du kích phục đến nay, dân trong vùng có coi chị là người nữa đâu. Nhiều kẻ thấy chị trên đường, họ tránh vòng qua lối khác như sợ gặp hủi. Có người nhổ nước bọt, không muốn nhìn mặt nữa. Bày hàng ra bán chẳng ma nào mua. Ai hiểu cho nỗi khổ này?
chú Sáu nói với em, có được ít gạo và thuốc để mấy anh thủy thủ trên tàu không số trở lại miền Bắc, công chị hàng đầu. Cách mạng đâu quên công lao một ai. Vui lên chị nghe, được ra đó chị em mình tha hồ tâm sự, khỏi phải thì thào như vậy nữa. Ai ngờ đó là lần cuối cùng Tư Nhâm gặp Sáu Quyên, và cũng không thể ngờ kể từ hôm ấy hoàn cảnh đã đẩy đưa để rồi cuộc đời chị ngoặt sang hướng khác, họa và phúc lẫn lộn. Sáu Quyên vừa ra khỏi ngôi nhà, Ba Hoàng Hai Độ và gần một tiểu đội lính đã xô cổng sộc vào. Khác với mọi lần, Ba Hoàng rất tự tin ngạo mạn. Gã không úp mở vờn ve mà tỏ ra sức sược, đắc thắng. Chào cô Tư Nhâm, cô khỏe chứ? Giọng diễu cợt, Ba Hoàng nói và đưa mắt quan sát người đứng trước mặt nẻ cô Tư. Cô vẫn cho rằng Ba Hoàng là kẻ hay đặt điều. Ba Hoàng ngay thẳng, đâu là hạng như vậy? Nói cái gì, làm cái gì phải có bằng chứng chứ? Vậy hôm nay tôi muốn chỉ ra bằng chứng đây. Tôi được thông báo rằng, có một Việt Cộng cỡ bự vừa vào nhà cô Tư. Chà, chắc họ lại đặt điều. Vậy nên nếu cô Tư cho phép tôi xin tìm ra tên Việt Cộng đó, để làm rõ mọi lẽ. Được chứ cô Tư? Hai Độ sốt sắng. Thưa đại úy cho lục soát. Nếu tôi không đồng ý, Tư Nhâm vẫn cố tình kéo giãn thời gian. Sao lại vậy cô Tư? Phần vì công việc, phần vì danh dự và uy tín của thiếu tá Hai Dạng và cô, nên dù cô Tư không bằng lòng bọn lính của tôi cũng buộc phải thi hành nhiệm vụ. Nào có ai muốn vậy? Đại úy ức hiếp dân thường quá đó. Nhưng quả trong nhà này có che giấu Việt Cộng, lỗi đó đâu phải ở tôi. Nói rồi, Ba Hoàng phẩy tay ra hiệu lục lọi. Chẳng rõ có phải do duyên phận và định mệnh như Hai Dạng vẫn quan niệm, hay do cuộc đời đầy những ngẫu nhiên với nhiều vòng tròn quay quay, rồi chồng khít lên nhau như Ba Hoàng thường liến thoáng, mà khi lính rồng biển đang có ý xới tung ngôi nhà viên thiếu tá bỗng dưng xuất hiện. Nghiêm, chào thiếu tá. Sau tiếng hô của Hai Độ, mọi người sững sờ cùng quay lại. Hai Dạng đã đứng ngay giữa cửa ra vào. Có chuyện gì ở đây vậy? Đại úy, Hai Dạng hỏi. Ý chừng cũng đã hiểu ra mọi điều, nên đưa mắt nhìn khắp lượt đám lính. Thưa thiếu tá, chúng tôi đang thi hành công vụ. Ba Hoàng đáp. Công vụ, tôi nghĩ đại úy đã nhầm địa chỉ. Đại úy rõ đây là nhà của ai chớ? Thưa thiếu tá, chúng tôi rõ. Nhưng có tin mật báo trong nhà này đang có một tên Việt Cộng ẩn nấp. Việc nhỏ không dám phiền đến thiếu tá. Chỉ mời thiếu tá nán lại chứng kiến cho rõ. Đại úy chưa đến nỗi hồ đồ. Cũng như thiếu tá, bổn phận của tôi là bảo vệ chính thể Cộng Hòa. Ngoài lý tưởng ấy ra, không còn điều gì khác. Có một Việt Cộng vừa lén lút vào đây. Đại úy dám chắc. Thưa, người của tôi đã nhìn thấy tận mắt. Vậy sao? Người của ông tin tưởng đó. Nhưng nếu tôi không cho phép, bổn phận tôi là... Tôi rõ bổn phận của đại úy rồi. Bổn phận của đại úy là làm mất uy tín tôi. Thiếu tá đã nặng lời. Nhưng thưa thiếu tá, nếu trong nhà này quả có Việt Cộng, đại úy định dọa tôi, tôi không cho phép ông làm điều nhảm nhí đó tại đây, trước mặt tôi. Vâng xin tuân lệnh, vậy xin phép thiếu tá. Đi tụi bay. Khoan đã, Tư Nhâm bước tới và nói. Tôi đề nghị thiếu tá cứ để đại úy khám xét. Lâu nay đại úy Ba Hoàng vẫn nghi ngờ và đang muốn có bằng chứng để kết tội tôi có liên hệ với Việt Cộng mà. Ông đại úy, mời ông. Kìa Tư Nhâm, Hai Dạng kêu khẽ. Cứ để ông đại úy thi hành phận sự, cho rõ trắng đen. Thiếu tá cho phép chứ ạ? Đây mà là cơ sở của Việt Cộng, đại úy điên rồi. Nhưng cô Tư đã nói vậy, tôi đồng ý. Rồi đại úy sẽ phải trả lời tôi nhiều điều đó. Việc khám soát ngôi nhà không đưa lại kết quả như mong muốn, khiến Ba Hoàng vừa tức vừa ngượng. Ngỡ đã nắm chắc phần thắng trong tay, cuối cùng thua. Chẳng lẽ Cộng sản có phép biến hóa? Không hẳn được chỉ điểm, mà chính Ba Hoàng cũng nhận ra những dấu hiệu của việc có một tốp du kích thâm nhập Lân Cổ, trong đó có người lẻn vào ngôi nhà này. Dứt khoát tốp Cộng quân chưa thể ra khỏi khu vực thị tứ, họa là có cánh. Nghĩ vậy, mặc dù bị Hai Dạng diễu và cũng cảm thấy bẽ mặt với Tư Nhâm,
Ba Hoàng quyết không bỏ cuộc, gã cho vây giáp khắp bãi biển dọc bờ sông Thạch Bàn, nơi viên đại úy rõ rằng Việt Cộng thường lùi về hướng đó. Sự mẫn cán có cái gì như thể cay cú thái quá của Ba Hoàng đã có kết quả. Chưa đầy 30 phút, gã đại úy với nét mặt hí hở, hốt hải tuông vào nhà tư nhân. Trình thiếu tá Ba Hoàng đắc thắng nói: chúng tôi đã bắt được con Sáu Quyên và một du kích từ trên núi xuống, một thắng lợi ngoài dự kiến. Hiện giờ con Sáu Quyên còn im lặng, nhưng xin thiếu tá yên tâm. Đã vào tay Ba Hoàng, nhất định con Việt Cộng này phải mở miệng. Nó là nhân vật nguy hiểm. Bắt được nó sẽ làm sáng rõ về đường dây hoạt động của Việt Cộng ở vùng này. Đại úy chắc cô gái này là mắt xích quan trọng trong mạng lưới của Việt Cộng chớ? Thưa, tôi có bằng chứng. Bằng chứng? Và rất thú vị. Ba Hoàng đắc chí, thú vị đến bất ngờ. Mới một trận đòn, thằng du kích đã vội vã xin tha chết và phun ra hết. Tư Nhâm chột dạ, nhìn vẻ mắt hớn hở mãn nguyện và ánh mắt hướng về phía chị như có ý khiêu khích của Ba Hoàng. Chị rùng người cảm thấy lo lắng, linh cảm mách bảo rằng có điều chẳng lành đã xảy ra. Sáu Quyên bị bắt rõ rồi, nhưng còn ai nữa đây và anh ta đã khai báo những gì? Đầu óc Tư Nhâm rối lên, căng tựa sợi dây đàn. Tư Lăng ơi, sống khôn chết thiêng hãy giúp em. Thưa thiếu tá, thằng này nói rằng nó có nắm được kế hoạch tiếp nhận vũ khí của cộng quân do tàu Bắc Việt thời gian tới sẽ đưa vào. Hắn cũng nói rằng biết chỗ cất giấu vũ khí và trốn ẩn náu thường xuyên của Sáu Sinh. Và còn có một điều hết sức quan trọng nữa, đã làm sáng tỏ những nghi vấn lâu nay của tôi. Không ép cung chớ? Không, thưa thiếu tá, không hề. Nó khai sao? Nó khai. Thiếu tá cho phép nói chứ ạ? Sao lại hỏi vậy? Đại úy cứ làm phận sự. Thưa thiếu tá cùng cô Tư, điều này nói ra có thể làm thiếu tá không vui lòng, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Dạ mời thiếu tá nghe. Thằng du kích đó khai rằng, trong số những thủy thủ trên tàu Bắc Việt chở vũ khí vào Vũng Dô bị chết, có, xin thiếu tá thứ lỗi, có một tên là chồng của cô Tư đây. Nói bậy, bà Láp, bắn bỏ thằng du kích ấy cho tôi. Hai dạng cáu. Thông tin của Ba Hoàng khiến viên thiếu tá bị bất ngờ và có cái gì đó như thể bị xúc phạm. Tư Nhâm cũng giật mình cảm thấy điều bất hạnh đã tới. Cái vỏ bọc của chị sắp bị cởi bỏ, mọi sự sẽ bị lột trần ra. Nhưng chẳng rõ sao chị vẫn giữ được bình tĩnh. Chị bước tới đứng trước mặt Ba Hoàng làm bộ cứng. Đại úy thù oán chi tôi mà đặt điều vậy, chị nói. Và không khỏi ngạc nhiên nhận ra mình vẫn tỉnh táo. Đại úy, hãy cẩn trọng trong mọi nhận định. Không thể vô lý vậy được. Hai dạng nhắc. Thưa thiếu tá, xin thiếu tá bình tâm. Tôi cũng nghĩ là vô lý. Nhưng điều đó trùng hợp với việc không sao giải thích được. Vì cớ gì bao năm nay cô Tư tuổi đã cao vẫn không chịu lấy chồng? Phải chăng cô Tư vẫn chờ ai? Với nữa, việc lập bản thờ cúng ông bác họ cũng rất đáng nghi. Ông chết đúng vào ngày tàu Bắc Việt nổ ngoài Vũng Dô. Đời tư và việc riêng của cô Tư không phải là điều để đại úy thóc mách. Hãy vào việc công. Thưa thiếu tá, việc công là lời khai của tên du kích Việt Cộng. Chẳng lẽ nó cũng thù oán cô Tư sao? Thiếu tá có cần đối chất không ạ? Đối chất? Tôi nghĩ thiếu tá nên tự mình tra xét, để nghe những điều ấy từ miệng nó nói ra. Đâu phải ngẫu nhiên một người như thiếu tá bao năm nay theo đuổi, vẫn bị cô Tư từ chối. Phải có nguyên do chớ. Đời người thường có những hành động đột biến mà chính sau này, khi có điều kiện ngẫm lại vẫn không thể giải thích rành mạch, rõ ràng và cặn kẽ rằng tại sao lại có thể quyết đoán một cách táo bạo mau lẹ như vậy. Đúng vào lúc Ba Hoàng, ngoài mặt cố tỏ ra bình tâm để che giấu nỗi hí hửng trong lòng, thì Tư Nhâm đã lật lại thế cờ mau tới mức cả Ba Hoàng và hai dạng đều sửng sốt. Đại úy đã nhầm Tư Nhâm nói, nói trơn tuột và hết sức tự nhiên. Sau vụ đụng độ với cộng quân tuần trước, tôi định sẽ cùng thiếu tá hai dạng bàn tính chuyện sẽ làm lễ thành hôn vào tháng tới. Chúng tôi đến với nhau là định mệnh. Tôi có ý gây sự bất ngờ, nhưng hôm nay đại úy đã buộc tôi phải nói ra. Ba Hoàng đang thắng thế, tự nhiên trưng hừng. Khuôn mắt gã méo sạch như người trúng gió độc đột ngột. Gã hững hụt nhìn Tư Nhâm,
lúng túng lắp bắp. Hả? Trời ơi, một chuyện tốt đẹp, tai tôi chắc không nghe nhầm. Xin có lời chúc mừng thiếu tá và cô Tư trước, nhưng xin hỏi lại, cô Tư nói thiệt hay nói chơi? Chuyện hôn nhân của đời người đâu có chuyện nói chơi, đại úy. Hai dạng không nén được nỗi mừng và ngạc nhiên. Viên thiếu tá quay qua Ba Hoàng, khuôn mắt dạng lên như trẻ nhỏ được món quà bất ngờ. Đại úy thấy thế nào về sự đa nghi và việc lấy những lời khai Ba Láp, Hai Dạng Diễu? Lại bất ngờ, rất bất ngờ và thú vị. Ba Hoàng bối rối nói, gã vẫn trong trạng thái chưa thật sự định thần, vẫn hoang mang, vẫn chưa mấy hiểu điều gì đang xảy ra và tại sao lại xảy ra như vậy. Có lời xin lỗi thiếu tá, chào thiếu tá, chào thiếu tá phu nhân. Gã nói tiếp và ê chề rút lui. Gã cũng rõ trong ván bài này, một lần nữa phần thắng lại thuộc về người phụ nữ gã tin mười mươi có liên quan đến Cộng sản. Tư Nhầm rơi vào trạng huống gần như hoảng loạn. Sau quyết định chỉ cho là cần thiết và không thể khác, trong hoàn cảnh toàn bộ đường dây nội tuyến và kế hoạch tàu không số tiếp tục đưa vũ khí vào khu có nguy cơ bị lộ, chỉ thấy mình suy sụp và kiệt lực, càng hoang mang, rối bời hơn khi ít ngày sau đó hay tin Sáu Quyên đã hy sinh trong nhà tù. Chị biết việc buồn ấy, nhờ nối gián những thông tin nhặt lượm được trong những mẩu chuyện rời rạc, lúc đám lính rồng biển đã lìn xìn ở quán Năm Hồng và chính từ miệng Hai Dạng vô tình buột ra. Dịp này gần như ngày nào Hai Dạng cũng đến, anh đã tự nhiên hơn và hay chuyện hơn. Chuyện gì cũng muốn phô, muốn kể. Thấy Tư Nhâm không được khỏe, Hai Dạng hết sức áy náy. Sắp đến ngày vui mà em yếu ợt à? Anh mua mấy con chim cu để em hầm, Hai Dạng nói, rồi đi xuống bếp. Tư Nhâm vội bước theo. Để em, chị lúng túng giật hai con chim trên tay Hai Dạng, thấy ngổn ngang rối bời. Hai Dạng vẫn vô tư. Em thiệt có bản lĩnh, một quyết định mừng vui đến vậy mà cũng giữ bí mật đến cùng. Nè, em biết chuyện này chưa? Cô gái Ba Hoàng bắt hôm nọ đã chết trong nhà lao. Tư Nhâm như thể hững chân lảo đảo, chị quay mặt kín đáo thở dài. Sau cái chết của Sáu Quyên, Tư Nhâm bờ vơ tựa đứa trẻ lạc mẹ. Cái cảm giác mình đang chới với, ngồi trên con thuyền mảnh mất lái lềnh phềnh trôi dạt giữa đại dương mênh mông, không biết đâu là bến là bờ, khiến chị sợ hãi. Những ngày trước lúc cưới, trong trạng thái lâng lâng không thật rõ tâm trạng mình, rằng đây là cuộc sống thật hay đang trong mộng mị chiêm bao, chị hay la cà ở quán Năm Hồng. Tới đó nhưng cũng không thật rõ mình muốn gì. Có thể là để tan vào chỗ đông người, đặng có cơ tìm lại cảm giác thật nơi mình. Cũng có thể nhằm nguôi ngoai mọi sự, cái nhu cầu muốn thổ lộ, muốn giải bày, chuyện trò tâm sự cùng ai đó cũng cháy rát như người bị bỏ đói lâu ngày thèm ăn. Nhưng hình như không ai đồng cảm và hiểu chị, kể cả Năm Hồng. Mỗi lần trông thấy Tư Nhâm, người chủ quán tốt bụng tỏ ra hí hớn. Nè, chị hay tin rồi nghe, mừng cho cô. Em quyết định vậy là phải tư ạ. Đàn bà chúng mình có thì, Hai Dạng cũng là thằng đàn ông tử tế. Sắp tới cần gì chị giúp, nhưng cô phải giữ sức. Mạ già ruộng ngấu háo thèm, mạnh mẽ lắm đó. Chị dành mà, thì cũng là đàn bà lòng vả cũng như lòng sung. Thài lại gặp phải cứt chó mới tốt mới tươi. Tư Nhâm thấy rỗng rĩnh chênh vênh, lại tủi thân và buồn. Và cuối cùng, đành về với chính mình trong ngôi nhà của mình. Người hiểu hoàn cảnh này, chị cho rằng không ai khác cuối cùng vẫn là Tư Lăng chồng chị. Anh là chỗ dựa duy nhất, người có khả năng an ủi duy nhất lúc này. Khuya khuya chị chỉ còn biết gục bên bàn thờ than thở. Tư ơi, em đi lấy chồng đây. Em rơi vào tình thế buộc không thể làm khác. Hoàn cảnh éo le đưa em vào sự nghiệt ngã ấy. Tổ chức có ý định cho em ra cứ, nhưng giờ thì đã lỡ lỡ hết rồi. Và em đành phụ anh. Em chẳng còn đủ sự dũng cảm để gặp má, gặp con gái chúng mình nữa. Anh ơi, em khổ lắm. Sống khôn chết thiêng, anh hãy vì em mà phù hộ cho má khỏe mạnh, con gái trưởng thành, biết nghĩa và biết đi theo con đường của cha. Anh ơi, tội em lắm. Em sắp phải mặc áo cưới lên xe hoa. Chớ trêu là phải lấy người mà bà con cô bác vẫn kêu kẻ thù. Dưới đó anh có buồn không anh? Em không muốn mình được tha thứ đâu. Anh cứ trừng phạt em nghe anh,
cứ trừng phạt em thật nặng. Tư Nhâm nức nở cho đến khi mệt lử, thiếp đi. Mấy ngày kế đó chị hay tin má mình đổ bệnh. Chị rõ tại sao má không khỏe, nhưng đành nén nỗi đau trong lòng dấm dứt khóc, không dám về. Sẽ giải thích với má với bà con sao đây? Má ơi, con biết má thương con lo cho con nhưng con đâu làm điều tệ hại. Con cũng vì hoàn cảnh bắt buộc vì nhiệm vụ. Lúc này, giá chi con được gục mặt vào lòng má như thời con còn nhỏ mỗi lần có điều gì ấm ức và lại được rủ rỉ kể hết sự tình để được má an ủi, khuyên giải vỗ về. Lúc ấy con tin má sẽ không giận mà còn thông cảm và thương con bội phần. Má vốn là người bao dung, hiểu lẽ đời. Đã lâu rồi con không được ôm ngang người má, không được ngửi hít vị mồ hôi đặc trưng thơm nồng rơm rạ đồng mùa thân quen nơi má. Con như thể đã biến thành người khác, không được thật mình, không được sống cho đúng bản tính mình, không được làm những gì mình muốn, không được thổ lộ hết tình cảm mình có. Con đang tồn tại mà lại như thể đóng thế, như thể sống giả. Má ơi, má có hiểu cho con không? Và bé Thảo nữa. Thảo ơi, má chẳng đã từng nói với con rằng ba con là người tốt thiệt tốt. Khi con hỏi, sao ba không về với má với con? Má đã giải thích rằng ba bận việc, ba phải đi xa. Con giống ba hả má? Giống, soi vào gương con khắc gặp khuôn mặt ba. Sao ba cứ đi miết má? Ngủ đi, má biểu không được hỏi nhiều mà. Con cũng có ba, con có ba thiệt má hí. Thiệt, vậy mà. Trời ơi, bây giờ làm sao giảng giải với con cho nó hiểu. Nghe nói mấy ngày qua bé Thảo bỏ ăn khóc sưng cả mắt và tủi phận. Luôn miệng kêu rằng má ơi con xin má đừng bỏ con mà đi lấy chồng. Tội nghiệp lắm. Má vẫn nói ba con là người thiệt tốt. Không bao giờ má quên được ba kia mà. Tư Nhâm chập chờn trong những ý nghĩ rời rạc chắp nối. Thấy mình bất lực mệt lử. Hôm cưới, chị xỉu xỉu mềm oặt như một sợi bún. Lòng rối như tơ vò. Không thật rõ rằng mình đang diễn kịch hay cuộc đời vốn vậy. Đang chơi trò hai mặt với mình. Chị làm theo sự hướng dẫn của Năm Hồng như một phản xạ bản năng. Sau này khi có điều kiện nghĩ lại, chị cũng không sao nhớ hết trình tự lớp lang ngày đó. Chỉ mang máng rằng khá đông người chị có cười. Hình như lại có uống rượu rồi lên xe và vẫn trở về ngôi nhà cũ đã được sửa chữa lại khá tươm tất của mình. Duy điều này thì chị nhớ rất rõ. Hôm đó hai dạng lặng phắc tựa một bức tượng ngồi bên bàn đốt thuốc suốt đêm. Và chị nằm còng queo trên giường, cũng thức trắng. Chị không khóc, hình như đã có cái gì đó quá ngưỡng khiến chị trơ trai trống rỗng. Không cảm xúc, không háo thèm như Năm Hồng vẫn bảo và không cả buồn phiền. Hai dạng là người nhạy cảm, mặc dù không giải thích được mọi sự nhưng cũng nhận ra cái điều không bình thường trong mối quan hệ này. Ban đầu anh cho rằng Tư Nhâm vẫn còn mặc cảm, có thể chị xấu hổ với quá khứ đã qua. Có chút thái quá nhưng dù sao cũng là người biết tự trọng và bởi vậy càng đáng quý. Anh rất yêu Tư Nhâm và như bất cứ người đàn ông nào, anh thấp thỏm hồi hộp thèm muốn chờ đợi đêm tân hôn, nhưng lại biết kiềm chế. Chút văn hóa chụp trên đầu khiến anh không thể sỗ sàng, không thể làm điều gì tổn hại đến tình cảm hai người. Anh biết tôn trọng chị và chờ đợi. Thời gian như liều thuốc có thể làm thay đổi dần mọi tình cảm con người. Kéo người ta thích nghi và quen với nếp sống mới, hoàn cảnh mới. Cuộc sống êm trôi ngày tháng cận kề, quen hơi bén tiếng khiến hai dạng và Tư Nhâm thấy gắn kết và hiểu về nhau, hợp nhau hơn. Đúng như hai dạng quan niệm, có một cái gì hết sức định mệnh đã khiến họ chập vào nhau. Không còn là sự ép nải đóng kịch mà là cuộc sống thật, với không chỉ có chớ chiêu cay đắng mà rất nhiều niềm vui, sự ngọt ngào và thú vị. Khó mà nói rằng họ không bằng lòng với những gì đang có, đang hiển hiện. Sáng sớm, hai dạng vào doanh trại. Trước khi ra khỏi nhà không quên hôn vợ, Tư Nhâm dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng và đã hình thành thói quen. Hễ quá trưa là ngong ngóng có ý chờ. Những lúc anh về trễ chị thấy nóng lòng và cả nơm nớp, vô cớ lo sợ. Ma lực cuộc sống gia đình với nhiều điều mê mẻ, thỏa mãn khiến có lúc Tư Nhâm bẵng đi vai trò của mình. Và chị chợt giật mình, thậm chí thoáng gợn chút xấu hổ.
Những lúc như vậy chị thường thừ người tư lự ngồi thở dài nghĩ mông lung. Có cái gì như thể bẽ bàng, chơi vơi lại như thể chán nản tiếc nuối. Ước mơ của người phụ nữ hết sức đơn giản. Muốn được yên bình ở bên chồng, bên con và chăm sóc họ. Mà sao khó thực hiện. Ước gì nhân loại không có chiến tranh. Một lần Tư Nhâm nói khi hai người ngồi bên mâm cơm. Em giống hệt má anh. Được chăm nom chồng con với má cũng là điều hạnh phúc. Hai Dạng nói, rồi nhìn Tư Nhâm và cười. Nét cười của người cảm nhận được rằng mình rất hạnh phúc. Một lát anh nắc nòm. Hôm nay em nấu canh cá lóc ngon quá. Đã lâu rồi không được ăn món canh ngon như vậy. Hồi nhỏ má cho ăn một lần và nhớ mãi. Cuộc sống gia đình thật tuyệt. Từ ngày gặp em rồi có em, anh thấy đời mình tựa như một giấc mơ. Giấc mơ, có thể là một giấc mơ. Tư Nhâm lơ đãng nhìn ra ngoài, và hình như gắng nén tiếng thở mạnh. Giá cuộc chiến này cũng chỉ là một giấc chiêm bao, chỉ diễn ra trong mộng mị. Anh đang nhờ Ba Hoàng tìm một người giúp việc. Anh thấy những ngày qua em vất vả quá. Anh muốn em có nhiều thời gian hơn để đọc sách và làm những việc khác. Công việc trong gia đình là thiên chức của phụ nữ. Tư Nhâm nói, với nữa anh đừng nhờ vả Ba Hoàng. Còn người đó, em cứ có cảm giác không an tâm. Anh rõ chớ, Ba Hoàng là người CIA, là mật vụ. Hắn còn theo dõi cả anh, nhưng chẳng làm gì được Hai Dạng này. Hắn là cấp dưới, muốn vượt mặt khó đấy. Em cứ thấy lo lo. Em khỏi băn khoăn, với Ba Hoàng anh đã có cách. Nỗi lo lắng của Tư Nhâm không phải vô cớ. Mấy ngày sau quả Ba Hoàng đến nhà. Đại úy tìm nhà tôi phải không? Tư Nhâm nói, không lạnh nhạt mà cũng không vồ vập. Nhà tôi vừa vào trại, nếu việc công đại úy vô đó. Thiếu tá Hai Dạng hẹn tôi tới đây mà. Với nữa tôi tới thăm không được sao? Thưa bà thiếu tá. Vậy mời ngồi. Ba Hoàng nhìn quanh và nói bâng quơ. Ngôi nhà đẹp quá ha. Nhìn vào cách bài trí, biết ngay chủ nhân là người rất ngăn nắp cẩn thận. Thiếu tá Hai Dạng thiệt hạnh phúc. Sau ngày cưới, tôi thấy cô Tư đẹp da khỏe hơn. Cảm ơn. Thiếu tá Hai Dạng có nhà tầng trên phố. Sao hai người không chuyển lên đó sống cho hợp với công việc của thiếu tá? Chắc căn nhà này có nhiều kỷ niệm với cô Tư. Đại úy chẳng vừa khen ngôi nhà đẹp đó sao? Phải, tôi có nói thế. Nhưng tôi dám chắc ngôi nhà trên phố đủ tiện nghi hơn. Thiếu tá Hai Dạng có phàn nàn với tôi là cô Tư không có ý chuyển. Chắc có lý do. Tôi đã quen sống kề biển. Tôi biết. Điều ấy làm đại úy khó chịu. Xin lỗi, tôi là kẻ lần thần, cứ thích tìm hiểu những chuyện không đâu vậy thôi. Từ ngày Hai Dạng cưới Tư Nhâm, nhiều lúc Ba Hoàng cũng cảm thấy hoang mang. Chẳng thể phủ nhận Hai Dạng và Tư Nhâm sống với nhau không hạnh phúc, cũng chẳng thể nói rằng cả hai đang đóng kịch. Ba Hoàng không tin họ sống thủ đoạn, sống phù phép giả vờ. Họ gắn kết thật sự, thậm chí nhiều lúc gã này nổi chút ghen tị, cho rằng số viên thiếu tá đâm ra lại gặp may. Giá như vợ gã, người đàn bà thường bỏ chồng con đi hoang có được một chút tế nhị nết na và biết đối xử ăn ở mặn mà như người đàn bà của Hai Dạng. Điều đó khiến gã mất tự tin. Song bệnh nghề nghiệp và chút linh cảm của kẻ vốn đa nghi, hiếu thắng khiến gã thiếu an lòng vẫn ngờ ngợ, vẫn dình phục, chờ cơ hội. Chắc đại úy tới vì việc hôm trước nhà tôi nhờ. Tư Nhâm hỏi. Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với thiếu tá Hai Dạng và cô Tư đây. Công việc trong nhà tôi vẫn đảm đương được, phải bận bịu mới đỡ buồn. Thiếu tá Hai Dạng là người chu đáo. Vừa lúc Hai Dạng bước vào nhà, Ba Hoàng đứng dậy chào và giải thích rằng mình đang trao đổi với Tư Nhâm về người giúp việc. Chuyện đó bàn sau, có việc này rất gấp. Hai Dạng quay về phía Tư Nhâm, xin lỗi em. Tư Nhâm biết ý, đi vào nhà trong. Hai Dạng chỉ chiếc ghế và hai người cùng ngồi xuống. Tôi trễ hẹn với đại úy vì có việc. Mấy hôm rồi cộng quân làm dữ, chúng tấn công cứ điểm chóp trải Dương Liễu, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát. Trung đoàn hai chủ lực có thể vận động phục kích ở đèo Nhông, đèo Cả và tuyến hành lang quốc lộ 1. Đại tá Hưng vừa có lệnh để phá kế hoạch Việt Cộng từ trong trứng,
tiểu đoàn Rồng Biển kết hợp với lực lượng quân đoàn đóng ở Bình Định, Phú Yên, mở cuộc hành quân lớn vào Tuy Hòa, Khánh Hòa. Mục tiêu chủ yếu của tiểu đoàn là cứ điểm núi Ẩn. Thưa, núi Ẩn từ trước tới nay vẫn được coi là đầu não của cộng quân ở khu vực Phú Yên, Tuy Hòa. Đại úy chuẩn bị mọi phương án và cùng đại úy tham mưu trưởng chuẩn bị làm ngay kế hoạch hành quân, cả kế hoạch hiệp đồng càng sớm càng tốt. 8 giờ ngày mai có mặt tại phòng làm việc của tôi bàn cụ thể. Rõ, cộng quân còn tồn tại ở núi Ẩn coi như thua. Đại úy rõ ý tôi chớ? Tôi đã rõ thưa thiếu tá. Bọn Việt cộng trên núi đang đói. Không được chủ quan, kế hoạch phải hết sức chi tiết và cụ thể. Trong 3 ngày chúng ta phải báo lên quân đoàn. Thưa, có nghĩa là thứ 3 tới. Tuyệt mật đó nghe. Tôi ý thức được, thưa thiếu tá. Còn người giúp việc cho thiếu tá và cô Tư tôi đã dự kiến. Hôm nay tới là để thưa với thiếu tá. Đại úy rõ đấy, nhà tôi không được khỏe, nên rất cần có người giúp việc, nhưng không thể thuê người ngoài. Nhà tôi không muốn thế và tôi cũng vậy. Một ngày chỉ cần đảo qua xem vợ tôi có cần gì thì rú, thậm chí tuần tới vài ba lần cũng được. Tôi đã báo cho trung sĩ Độ, anh ta sẽ giúp bà thiếu tá. Đó là một người rất cẩn thận. Trung sĩ Độ, hai dạng chợt như ái ngại. Không có ai khác sao? Thôi cũng được. Ba Hoàng về rồi, hai dạng ngồi suy nghĩ bên bàn. Có phải gã đại úy cố tình cài người của mình vào ngôi nhà này? Hình như gã vẫn chưa muốn cho Tư Nhâm được yên thân. Nghĩ vậy, nhưng khi Tư Nhâm cầm cốc sữa từ phòng trong bước ra rồi đặt xuống bàn và ép hai dạng uống, anh cố tình giấu tâm trạng của mình làm bộ vui. Dịp này em thấy trong người thế nào? Sức khỏe của em là tài sản chung của chúng ta nghe. Anh đã nhờ Ba Hoàng tìm người giúp việc cho em đó. Việc nhà có đáng là bao, em làm được mà. Mình bày vẽ ra người giúp việc chi? Cần có người đỡ đần em những việc nặng chớ. Hôm nọ em chẳng bảo em cần sửa lại vài ba thứ trong nhà sao? Nhưng em không muốn Ba Hoàng dính vào việc này. Điều đó thì em có lý, để anh tính. Tối đó trung sĩ Hai Độ thập thò ở cửa. Trình thiếu tá, theo lệnh của đại úy Ba Hoàng tôi có mặt. Hai dạng quay lại. Và sự cáu giận đối với Ba Hoàng có cớ chút cả lên đầu gã trung sĩ. Anh biết việc của mình rồi chớ? Hai dạng hỏi, giọng không vui. Thưa thiếu tá, đại úy đã giao nhiệm vụ. Hai dạng nhếch mép. Giao nhiệm vụ à? Nhiệm vụ gì? Ở đây, việc của anh là giúp nhà tôi những công việc cần thiết. Ngoài ra không có nhiệm vụ nào cả. Bao giờ nhà tôi cho gọi mới được tới? Rõ chưa? Thưa rõ. Tư Nhâm ngồi cạnh đó, nói thêm. Bây giờ anh có thể về, nhưng thứ tư tuần sau nhớ tới để tôi nhờ một việc. Có thể anh phải giúp tôi lau chùi, sửa sang lại một ít đồ dùng. Thưa bà thiếu tá thứ tư tôi sẽ qua. Chào thiếu tá, chào bà. Nhớ thứ tư nghe. Hai dạng nhìn theo Hai Độ tỏ vẻ khó chịu. Em phải hết sức đề phòng thằng này. Nó là người tâm phúc của Ba Hoàng đó. Em nghĩ là đại úy Ba Hoàng muốn theo dõi anh. Có thể, thằng này cao lắm, nhân cơ mình cần người giúp việc nó cài người của nó vào. Được lắm, em phải đề phòng du kích, lại phải chú ý đề phòng thằng CIA này nữa nghe. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và đừng quên bấm theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tập nào. Hẹn gặp lại các bạn.